Lê khai lý do sai đàn em đánh đập hai phụ nữ. Phú khai thấy đào chị Lê livestream chửi bới, xúc phạm vợ mình nên đã chỉ đạo nhóm xăm trổ tìm đến đánh dằn mặt đối thủ. Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cùng với Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ Lê Văn Phú, tức Phú Lê, 40 tuổi ở Hà Nội và Hoàng Văn Thụy, 25 tuổi, trú quận Ba Đình, Trần Văn Tư, 32 tuổi, quê Thái Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cảnh sát, Phú khai trong khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, thường lên mạng nhục mạ, chửi bới và tố chị Kiều, tức là vợ của Phú, nói xấu Đào. Phú khai, vào chiều ngày 2 tháng 8, vợ chồng anh ta đi đám giỗ ở Vĩnh Phúc, thì Đào nhắn tin hẹn gặp để giải quyết công việc. Do vắng nhà nên Phú chưa trả lời. Sau đó anh ta mở Facebook, thấy chị Đào đang livestream. Đào Chi Lê đứng trước cửa nhà với 2-3 anh em xăm trổ chửi bới, sỉ nhục vợ chồng tôi, Phú khai và nói hôm đó, Đào cho rằng vợ chồng anh ta trốn, không dám xuống gặp. Sau khi trở về Hà Nội, Phú nhắn Đào Chi Lê để gặp nói chuyện, thì được người phụ nữ hẹn gặp ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Theo lời khai, Phú sợ bị Đào Chi Lê cùng đồng bọn gây sự và đánh, nên anh ta gọi Phương Bê Tông cùng với một số anh em họp mặt tại khu vực đường Tân Mai, quận Hoàng Mai trước khi sang gặp Đào. Vào chiều ngày 2 tháng 8, Phương Bê Tông kéo nhóm đàn em của Phú Lê, trong đó có Hoàng Văn Thụy, sang huyện Đông Anh tìm đối thủ. Nhưng Đào Chi Lê không ra mặt, nên nhóm giang hồ quay lại Tân Mai để uống rượu. Đêm hôm đó, Thụy rời cuộc nhậu, sau đó vào nhà Phú và nói rằng sẽ về nhà Đào ở huyện Đan Phượng tìm người phụ nữ. Thụy còn nói có mẹ và dì của Đào đang sinh sống ở đó. Tôi bảo Thụy, nếu gặp Đào thì đánh dằn mặt, còn không gặp Đào thì đánh cảnh cáo mẹ và dì của Đào. Phú khai và trình bày ông ta chỉ Đào đàn em không đánh vào đầu hay phần hiểm, chỉ vụt vào chân. Vào sáng ngày 3 tháng 8, Thụy và Tư mang theo ống tiếp sắt đi xe máy về phía nhà chị Đào ở huyện Đan Phượng. Sau khi hành hung mẹ và dì của Đào, hai tên côn đồ bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Lê Văn Phú thừa nhận phạm pháp khi chỉ Đào đàn em đánh hai phụ nữ ở huyện Đan Phượng với mục đích là dụ Đào Chi Lê ra mặt. Nghi phạm tường trình do bản thân ức chế nên không kiểm soát được hành vi nên gây ra vụ cố ý gây thương tích, dù anh ta không mâu thuẫn gì với hai nạn nhân. Theo một chỉ huy C02, thời điểm mẹ và dì bị đánh, chị Đào đang trốn tránh sự truy tìm của đàn em Phú Lê. Sau khi biết việc mẹ bị hành hung, người phụ nữ này đến Cục Cảnh sát Hình sự để trình báo. Trong đơn, chị Đào cho biết việc quen vợ chồng Phú Lê khi đang quay phim hài Tết 2017 vừa qua. Sau đó, vợ Phú mời Đào về hợp tác quay quảng cáo thực phẩm chức năng. Sau một thời gian, chị Đào đề nghị ngưng làm việc chung thì bị vợ chồng Phú Lê nói xấu. Vào ngày 18 tháng 7, chị Đào lên mạng xã hội kể lại việc chấm dứt làm ăn với Lã Thí Kiều, tức là vợ Phú Lê. Vào tối cùng ngày, Kiều kéo đàn em đến đe dọa chị Đào và treo thưởng 20 triệu đồng cho ai tìm thấy người phụ nữ này. Sau khi bị bắt, Lê Văn Phú và vợ là Lã Thí Kiều, 35 tuổi quê Hà Nam. Vào chiều ngày 8 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiếp tục triệu tập và bắt giữ thêm 16 người khác liên quan đến vụ việc. Tôi biết hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, tôi chấp nhận hình phạt dành cho những việc đã làm, Phú Lê thừa nhận tại cơ quan điều tra. Theo hồ sơ cảnh sát, vào năm 1997, Phú Lê bị Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên 6 năm tù do mua bán ma túy. Được mãn hạn sớm, Phú trở về địa phương. Đến năm 2000, Phú tiếp tục lĩnh bản án 2 năm tù về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Phú Lê thường xuất hiện trong số các sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay là phim ngắn về chủ đề giang hồ. Một số MV ca nhạc do anh ta hát và diễn xuất thu hút được hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra thì Phú Lê còn tham gia đóng phim, Phú có xăm trổ, thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng gắn huy hiệu Đại Bàng và tay đeo nhẫn hình rồng. Còn Lã Thúy Kiều thì thường xuyên livestream để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như là thuốc chữa bệnh. Người phụ nữ này cũng từng bị cơ quan chức năng ở Hà Nội xử phạt hành chính do bán hàng không rõ nguồn gốc. Vào sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội đã bắt Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai. Việc bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của Đào Chi Lê. Chiều ngày 8 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệu tập thêm 16 người khác để làm rõ hành vi liên quan đến vụ đánh đập mẹ và dì của Đào Chi Lê. Sau khi sàng lọc, cơ quan điều tra tạm giữ 2 nghi phạm trong số này. Ngoài vụ án cố ý gây thương tích, các cơ quan chức năng còn tiếp tục mở rộng điều tra thêm hành vi gây rối trật tự nơi công cộng đối với Lê Văn Phú. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm những thông tin chi tiết về vụ việc này trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!